Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 13 chương 9 Thượng Tướng, Hồi 1 Tiếng mưa dần dần lắng xuống, trời đã dần sáng. Nhìn từ trên cây, ánh bình minh mơ hồ nhô lên trên bầu trời, phản chiếu sao sớm buổi sáng, nắng sớm tung sơn. Đẹp đến nghẹt thở. Xung quanh yên tĩnh và thanh bình, xa xa có tiếng côn trùng kêu vang, là một buổi sáng giữa mùa hè. Mọi người, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Sáng sớm, mọi thứ đều yên bình, sự im lặng bị phá vỡ bởi những tiếng la hét, quay đầu lại, chỉ thấy nhiều tăng nhân chạy đến dưới tảng cây, vây quanh gốc cây lớn, hét lên, "Phương trưởng! Chúng ta tìm được rồi!" đứa nhỏ này ở trên cây. Rất nhiều hòa thượng chạy tới dưới gốc cây, người đứng đầu trông già nua, như thể đã trăm tuổi, có mấy chục tăng nhân vây quanh ông, mọi người chỉ lên ngọn cây cao giọng kêu to, một hòa thượng thân hình cường tráng, ước chừng hai mươi mấy tuổi, chỉ nghe hắn quát, bằng hữu người mau xuống đi. Nơi này chính là nhà ngươi, sẽ không ai đánh ngươi. Hòa thượng kia hét cả nửa ngày, nhưng không có động tĩnh gì, hắn tặc lưỡi, cảm thấy mất kiên nhẫn, lập tức muốn trèo lên. chợt vào lúc này, chúng tăng cao giọng kêu sợ hãi, linh chân, đừng leo nữa. hắn sắp rơi xuống rồi. hòa thượng cường tráng nghe vậy sừng sốt, vội vàng dừng bước. một tăng nhân hiền hòa đi đến dưới tảng cây, dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng nói, hảo hài tử đừng sẽ sợ hãi, ngoan ngoãn xuống dưới, để linh âm sư huynh đi cùng ngươi, được chứ? tăng nhân kia vẻ mặt hiền từ, khiến người ta cảm thấy có thể dựa dẫm. Nhưng nhưng hòa thượng xung quanh ông thật đáng sợ, đều cao mày trừng mắt, đều không giống người tốt. Vẫn là ở đây tốt hơn, ấm áp lại yên tĩnh. Quay đầu lại, mặt trời đang mọc, trong nắng sớm một mảnh yên tĩnh, chỉ có nơi này là bình an, trên đỉnh cây cao, sẽ không có ai đánh hắn, chỉ có đầy trời sao trời sẽ làm bạn, chiếu cố hắn một tiếng thở dài vang lên bên cạnh đã có một người khác cùng với một tiếng thét chói tai khung cảnh trước mắt rung chuyển không ngừng thân thể hắn rơi xuống gốc cây đột nhiên thân mình ngưng lại thoáng chốc lại ngồi trở lại ngọn cây thật tuyệt vời người này có thể làm phép thuật nghiêng đầu nhìn người nọ người này là lão hòa thượng thân hình gầy gò không biết ông ta bao nhiêu tuổi rồi ánh mắt của ông ấy thật ấm áp không giống với những hòa thượng dưới gốc cây mà giống như đôi mắt của tượng phật trong chính điện âm trầm nhiệt thành khiến người ta muốn đưa mắt nhìn lần nữa đang suy nghĩ trên tay lại có thêm một viên kẹo đậu phộng sắc mặt lão tăng rất bình thản hắn cúi đầu mỉm cười hài tử ăn đi tại sao con phải ăn một giọng nói trẻ con vang lên kiếp này ở thiếu lâm tự đó là câu nói đầu tiên ăn xong nó rồi con sẽ trưởng thành lão tăng vút đỉnh đầu ấm áp nói trưởng thành không ai sẽ dám đánh con con sẽ không khóc nữa sẽ không khóc đúng vậy sẽ không khóc nữa trong miệng xuất hiện vị ngọt ngào kẹo đậu phộng vào miệng là tan tràn ngập hương thơm thích tư vị này không tăng nhân vuốt hài từ đầu cười hỏi tư vị trưởng thành sư phụ con thích. Một giọng nói trầm thấp vang lên, trong ánh nắng ban mai, một nam tử đứng trên ngọn cây, người này lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ được che phủ bởi ánh sáng ban mai. Giờ phút này, nhân sinh sắp nghịch chuyển. Cùng với quyết định này, khí vận thiên địa cũng sẽ nghịch chuyển. Giờ khắc này là thời khắc sinh tử. Thời gian trôi qua, đi đến bước này thì không còn cơ hội để hối tiếc nữa. Chẳng sợ lại khó xử lại thống khổ hắn cũng cần phải đưa ra quyết định hắn nắm chặt trường kiếm quay đầu nhìn đạt ma viện dưới chân với vẻ mặt kiên quyết sư phụ con hứa với người con sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa hắn hít một hơi thật sâu rút trường kiếm ra quay mặt về phía đạt ma viện môi nhẹ nhàng động chỉ vì ta là một khối thép thép là không đổ lệ nhìn thấy Thạch Cương sắp chết, Phương Tử Kính bất ngờ xuất hiện, cứu người bạn cũ một mạng. Ông nhìn Linh Trí, mỉm cười nói, Phương trượng võ công cấm truyền lợi hại như vậy, có lý nào không tha cho người khác? Người này không thẹn là kiếm vương, vừa ra tay, liền khiến tình thế giữa sân nghịch chuyển, tay trái ông ấn trên vai Thạch Cương, tay phải giá trụ song trưởng của Linh Trí, đã tiếp được tuyệt chiêu từ cả hai bên. Lúc này cục diện không thể trì hoãn, hai bên nội lực càng hùng hồn mạnh mẽ, chỉ là phương tử kính thần thái tiêu sái, ngay cả khi bị hai đại cao thủ giáp công, vẫn khí định thần nhàn, dường như có thừa lực để làm việc đó. Thiếu lâm chúng tăng đều là cao thủ, nhìn dáng vẻ của ông đã biết ông căn thời cơ ra tay cực chuẩn xác. Linh trí và thạch cương chiến đấu kịch liệt, khí lực triệt tiêu lẫn nhau, phương tử kính hành động ngay lúc va chạm, biểu tình tất nhiên là nhẹ nhàng như ý, phương tử kính đẩy thạch cương ra một chút thoáng chốc phát động nội lực âm dương lục kinh lực lượng này giống như hàng trăm dòng sông hội tụ về biển lại tựa thiên lôi xét đánh áp chế linh trí thối lui một bước phương tử kính tiến lên một bước cười nói phương trượng không phải thích chiêu hàng sao sao không mở miệng dứt khoát thu phục phương tử kính không phải khá tốt sao trước đó tuy trong trận chiến kịch liệt linh trí vẫn nói chuyện tự nhiên nhưng giờ phút này bị nội công khí phách của Phương Tử Kính áp chế, ngay cả một câu cũng không nói ra được. Mắt thấy kiếm vương võ công phát huy đỉnh cao, kiến thức càng phi thường, khiến mọi người đứng bên lề đều phải kinh ngạc. Đám người linh âm, linh chân càng thở dài, trong lòng thầm nghĩ, người này đột nhiên đến, thắng bại thật khó định. Luận nội lực thâm hậu, Phương Tử Kính là đệ nhất nộ thương sơn chỉ có ái đồ Tần Trọng Hải mới có thể so sánh được với ông. Luận chiêu thức tinh diệu, Phương Tử Kính vẫn là đệ nhất sơn trại, ngoại trừ một số người như Thạch Cương và Lục Cô Chiêm, không ai có thể cùng luận bàn. Lại luận luyện võ ngộ tính, nơi đây trừ thanh y tú sĩ, sơn trại không có người thứ ba có thể so sánh. Mãnh lực, tàn nhẫn, tinh chiêu, tuyệt trí, cửu châu kiếm vương một người ra tay, uy bằng tất cả mọi người hợp lực, kết hợp mãnh lực của Tần Trọng Hải, sự tàn nhẫn của Thạch Cương, chiêu thức tinh vi của Lục Cô Chiêm, tuyệt trí của Thanh Y Tu Sĩ, lực lớn vô cùng rồi lại nhanh nhẹn linh hoạt hay thay đổi, lại thêm chiêu thức tinh diệu, tàn nhẫn độc ác, phi thiên độn địa không gì làm không được, quả thật là đối thủ đáng sợ nhất trong thiên địa. Nếu như Phương Tử Kính muốn giao đấu, thì ngay cả Ninh Bất Phàm và Tần Bá Tiên cũng phải kiên kỵ ba phần. Chứ đừng nói đến người khác. Phương Tử Kính vừa cứu mạng Thạch Cương, liền hướng mọi người chắp tay mỉm cười, mặc cho linh trí hồi lực thu chiêu. Mọi người ngoài lề chấn động với võ công tuyệt đỉnh của ông, nhưng không ai nói lời nào. Cao Thiên Uy và Tống Công Mại sợ nhất người này giờ phút này càng là mặt xám như cho tàn, biểu tình không được tự nhiên. Linh trí thân là phương trưởng, luôn không hiện ra biểu cảm hỉ nộ, giờ phút này phương tử kính đã đến, cũng chỉ chậm rãi thối lui một bước, chắp tay nói, phương thí chủ giá lâm, lão nạp không nganh đón từ xa, thật sự thất kính. Phương tử kính khẽ mỉm cười, nói, phương trượng không cần khách khí. Ông quay đầu nhìn về phía thạch cương, thấy hắn thân đầy máu tươi, lại vẫn là đầy mặt sát khí, liền vỗ đầu vai hắn tỏ ý an ủi. Thạch cương từ trước đến nay khi luận võ không thích người khác nhúng tay, năm đó ở Tây Vực ông đã buông tay không giết la ma thập vì tiết nô nhi nhiều chuyện, bây giờ lại bị phương tử kính công khai quấy dày ông còn biết để mặt mũi vào đâu ông kêu lên một tiếng lạnh lùng nói ta và phương trượng thiếu lâm đang giao chiến sinh tử tại sao ngươi lại đến can thiệp hay là xem thường ta sao phương tử kính nhàn nhạt nói thắng mặt mũi thua tính mạng có đáng không thạch cương hộc máu hét lên chết có ý nghĩa tâm hồn an yên tính mạng sao có thể đủ nói thay Phương tử kính cười lớn, duỗi tay chỉ vào đám người nộ thương, nói, đứng ở đây, nhìn bọn họ. Thạch cương che ngực, xoay người quay đầu, chỉ thấy tần trọng hải mắt hồ phiếm hồng, thường tuyết hận, giải thao đầy mặt nước mắt, những lão tướng nộ thương khác đều biểu hiện lo lắng. Phương tử kính ôm ông, hòa nhã nói, cái gì gọi là chết có ý nghĩa? Người hôm nay chết không minh bạch, mấy vạn phiên quân ngươi mang theo sẽ tuân theo mệnh lệnh của ai? hiện nay binh mã triều đình vây quanh huynh đệ sơn trại thiếu nhân mã của ngươi chúng ta sẽ ngăn cản kẻ khác thế nào người chết thì cũng chết lại liên lụy tất cả huynh đệ sơn trại cùng chết ngươi định đối mặt với tần bá tiên thế nào phương tử kính liên tiếp hỏi mấy câu nhưng muốn thạch cương trả lời thế nào ông tỉnh dậy cảm thấy gánh nặng trên vai thân mồ hôi lạnh ròng ròng rơi xuống thầm nghĩ ông làm rất tốt sơn trại hiện tại lần đầu ra quân Đệ tử của ta chỉ nghe mệnh lệnh của ta, nếu ta chết trong trận chiến này, bọn họ chưa chắc chịu nghe thiếu chủ điều phái. Thạch Cương à Thạch Cương, ngươi tuổi này rồi, hành sự sao còn nóng nảy như thế? Tâm niệm tại đây, đã có tỉnh ngộ, lập tức thở dài một tiếng, nói, Phương huynh giáo huấn phải lắm, Thạch Cương biết mình sai rồi. Mọi người nhìn Phương Tử Kính sau khi nói vài câu đã thuyết phục được Thạch Cương kiệt ngạo khó thuần, đều rất bội phục xem ra vị cửu châu kiếm vương này quả thực ngang hàng với tần bá tiên những nhân vật tầm thường khác của sơn trại không thể so sánh hai người đang nói chuyện linh chân đã nhảy ra hắn chỉ tay chửi bậy các ngươi hai người đánh một sao có thể là anh hùng hảo hẳn các ngươi nói cho rõ trận này thắng thua tính thế nào thường tuyết hận nhếch miệng chửi lại con mẹ nó lão lừa chọc nhà ngươi chưa chết đại tướng quân nhà ta cũng còn sống đương nhiên là ngang tay. Người bị mù sao? Linh Trần phẫn nộ quát, đầy miệng nói bẩy. Vô sỉ đê tiện. Thường tuyết hận đang định hét lên, nhưng thanh y tú sĩ đã ngăn hắn lại, bình tĩnh nói. Phương lão sư nhúng tay tỉ thí, bên ta đối lý, trận này tính chúng ta thua. Chúng tăng thiếu lâm nghe ông tự thừa nhận thất bại, lúc này mới ngừng tiếng chửi mắng. Phương tử kính quay đầu lại, mỉm cười nhẹ với thạch cương, nói, đều do lão phu không tốt, mới vừa rồi ngứa nghề, một tay nhiều chuyện, lại hại ngươi thua trận này. Kỳ thật cao thủ ở đây đều biết rõ, trận tỉ thí này nếu phương tử kính không nhúng tay, thạch cương sớm đã chết dưới tay linh trí, nhưng phương tử kính vì giữ thể diện cho thạch cương, đã ôm việc vào mình, nói chính mình đã vi phạm quy định, khiến thạch cương bị đánh bại, dụng tâm bảo vệ huynh đệ của mình. Thạch cương bại trận thảm hại dưới tay linh trí, cũng không có gì đáng xấu hổ. Phương trượng là trưởng môn đệ nhất môn phái thiên hạ, lại có thiên tuyệt tăng chống đỡ, cũng sẽ không thua. Thạch cương thua trong tay người này, nhưng trong bại vẫn còn vinh quang. Lục cô chiêm biết bạn cũ trời sinh tính cao ngạo, lại kiêm nội thương trên người, tự cần sớm chút điều dưỡng, liền đưa mắt ra hiệu, nhờ giải thao và thường tuyết hận đỡ hắn xuống. Linh trí không phải là người hẹp hòi, nghe đối phương thừa nhận thất bại, cũng không bình luận thêm lời nào, chắp tay nói, được Quý Sơn nhượng bộ, hiện tại hai bên đều có thắng có bại, kết quả vẫn chưa được xác định. Dựa vào hai bên ước định, bắt đầu trận chiến thứ ba đi. Phương tử kính mỉm cười nhẹ, vẫy tay với đám người thanh y tu sĩ nói, người ta mời thiên tuyệt ra trận, trận này để lão phương ta ra ngựa ứng chiến, mọi người có dị nghị gì không? Người nội thương nghe vậy, đều vỗ tay hoan hô, Lý Thiết Sam càng là ẩm ý hô to, nhiều năm không thấy kiếm vương ra tay, hôm nay chúng ta rửa mắt, chuẩn bị nhìn kỹ. Lúc này tam chiến, mỗi bên đều có thắng có bại, trận chiến thứ ba sắp bắt đầu, đệ nhất cao thủ nộ thương cửu châu kiếm vương phương tử kính đã đến, tất nhiên là đang hướng về phía thiên tuyệt tăng. Trong tứ đại tông sư võ lâm hiện nay, Ninh bất phàm thoái ẩn, lăng chiêu bỏ mình, chỉ còn phương tử kính và thiên tuyệt tăng hành tẩu giang hồ hai người đã là kẻ thù không đội trời chung của nhau trong nhiều năm, giao đấu cũng đã vài thập niên, cũng đã có thắng có bại, xem ra lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Phương tử kính thấy huynh đệ sơn trại không còn dị nghị, liền tự ha ha cười, đi về phía đạt ma viện, chắp tay khiêu chiến nói, thiên tuyệt lão tăng, phương tử kính tới đây lĩnh giáo thiên quyết của người, mọi người đều chờ xem, người mau ra đây gặp nhau đi. Phương tử kính kêu một hồi lâu, cũng không có người đi ra, ông có chút nghi hoặc khó chịu, ho khan một tiếng, quay đầu lại dò hỏi phương trượng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ đạt ma viện truyền đến, âm thanh này trầm thấp, mọi người trong lòng âm thầm kiên kỵ, thầm nghĩ, hôm nay thiên tuyệt tăng cuối cùng cũng xuất hiện. Lưu Vân và Ngũ Định Viễn nín thở tập trung, Tần Trọng Hải và Thanh Y Tú Sĩ lòng bàn tay đổ mồ hôi, Cao Thiên Uy và Tống Công Mại đều sợ hãi, mọi người đều đang chờ sơn thần hiện thân. Năm đó Hoa Sơn một hồi quyết chiến, thiên hạ đệ nhất cùng côn luân kiếm thần kích đấu ngàn chiêu, kinh động ngũ hồ tứ hải. Trận tử chiến này giữa phương tử kính và thiên tuyệt tăng, hung hiểm không kém trận chiến Hoa Sơn, dự đoán trận chiến này sẽ oanh truyền thiên hạ. Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại, một người từ sau bức tường đi ra, mọi người thấy diện mạo hắn, không khỏi kinh ngạc. Người này màu da trắng nõn, trường mi tuấn mục, lại là một thanh niên tuấn mỹ thiếu lâm tự hoặc là đầu chọc dựng mắt hoặc là những con lừa chọc ra vẻ đạo mạo ai có thể ngờ rằng vào lúc này lại xuất hiện một nam tử tuấn mỹ như vậy thường tuyết hận cười ha ha con mẹ nó thiên tuyệt tăng khi nào phản lão hoàn đồng biến thành một con thỏ trắng giải thao khụ một tiếng thấp giọng nói đừng nói nhảm nữa người này là đồng liêu cũ của tần tướng quân chủ soái hiện tại của triều đình Dương Túc Quan, là đệ tử thân cận của Thiên Tuyệt Tăng. Thường Tuyết Hận kêu lên một tiếng, gật đầu nói, Văn Dương Võ Tần, chữ Dương kia là chỉ hắn sao? Giải thao gật đầu, không nói thêm nữa. Mọi người có mặt đều nín thở nín thở ngưng thần chờ đợi Dương Túc Quan lên tiếng. Dương Túc Quan thân là đệ tử tục gia thiếu lâm, rất ít khi về chùa nên đương nhiên du rú trong nhà, nhìn hắn lưng đeo trường kiếm, thân mặc vải thô trường bào, chỉ là dung mạo hắn thực sự thanh tú, quần áo tuy không bắt mắt, lại càng có vẻ xuất trần. Dương Túc Quan hơi khom người trước phương tử kính, chắp tay nói, vãn bối Dương Túc Quan, bái kiến tiền bối. Mặc dù Dương Túc Quan là chủ tướng đại quân triều đình, nhưng trong võ lâm, hắn chỉ là đệ tử thấp bối của thiếu lâm tự, sao có thể vào được trong mắt kiếm vương. Phương tử kính liếc nhìn Dương Túc Quan, lạnh lùng thốt, bằng hữu người trở về bẩm báo sư phụ lão phương ở chỗ này chờ thỉnh hắn mau chút ra tỉ thí dương túc quan nghe xong lời này lại khẽ lắc đầu khom người đáp không dám giấu phương lão sư tại hạ đã phụng mệnh sư phụ tới đón chiến cường địch phương tử kính nghe xong không khỏi thở dài nhướng mày nói người muốn cùng ta so chiêu dương túc quan cúi đầu nói không dám chỉ là vãn bối phụng mệnh sư phụ, đến ngăn cản cường địch trong trận chiến thứ ba, Quý Sơn bất luận là ai ra ngựa, tại hạ đều cần nhất quyết phân thắng bại. Lời vừa nói ra, địch ta hai bên đều bị giật mình, Dương Túc Quan võ công như thế nào, mọi người tất nhiên là biết rõ, hắn ngày xưa cùng Côn Luân Sơn chiến đấu kịch liệt, từng bị Lăng Chiêu khinh xảo phá vỡ niết bàn vãng sinh, võ công tất nhiên là kém xa. Nhìn lại năm nào đó đến Tây Cương, bị hách chấn tương đánh đến mức bay. Giờ phút này đối mặt cường địch chính là phương tử kính được xưng kiếm vương. Người này võ công cao tuyệt, tuyệt không ở dưới ninh bất phàm và lang chiêu, dương túc quan còng ngôn khiêu chiến. Chẳng lẽ mất trí và phát điên à? Bây giờ lời của Dương Túc Quan đã nói ra, tuyệt đối không có chỗ có thể thay đổi. Chúng tăng thiếu lâm tất nhiên là kích thích, linh trí và linh âm đều khó hiểu. Lưu Vân cùng ngũ định viễn cùng Dương Túc Quan quen thuộc, nghe được đối đáp, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hồi lâu không nói nên lời. Dương Túc Quan không quan tâm, quay lại nhìn phía mọi người nộ thương, nói, phương trượng trước đó đã ước định tam chiến cùng các vị, giờ phút này tại hạ thay thế sư phụ, không khỏi vi phạm hứa hẹn, chư vị có dị nghị gì không? Thường tuyết hận cười lớn nói, đi đại cao thủ, tới đại ngu ngốc, chúng ta khua chiên gõ trống đều không kịp, nào có dị nghị gì? Phương lão sư mau mau kết thúc, chúng ta hôm nay có con thịt thỏ ăn. Nghe được lời nói ngông cuồng của Dương Túc Quan, Phương tử kính hừ một tiếng, nhau mắt, nhỏ giọng nói, hải tử, sư phụ ngươi xảo trá, trong hồ lô rốt cuộc có bán thuốc gì. Dương Túc Quan chắp hai tay lại, nói, Phương lão sư yên tâm, trong hồ lô không phải độc dược, mà là giải dược. Mọi người cứ việc yên tâm ăn. Phương tử kính nghe xong, lại là lạnh lùng cười, nói: "Ngươi nghe cho rõ, Nộ Thương Sơn sẽ mở cổng đi theo đường chính, không xả phân lòng triều đình, ta khuyên ngươi một câu, cuốn đệ tử của ngươi vào đi." Dương Túc Quan giơ tay ra vẻ bối rối, lời của Phương lão sư rất khó hiểu. "Ngài rốt cuộc có nguyện giáo huấn tại hạ không?" Phương Tử Kính nghe hắn nói nhẹ nhàng, ngược lại do dự. Ông tự cao thân phận tông sư, như thế nào có thể cùng vãn bối so chiêu? Chiến thắng này đạt được không cần nhiều sức lực, bại lại không chỗ dung thân, lấy thân phận kiếm vương của mình, cần gì phải lãng phí sức lực tới đánh một trận. Ý đồ của thiên tuyệt tăng càng thêm khó hiểu, nhất thời trầm ngâm không ngừng, khó có thể quyết đoán. Quyền 13 chương 9 Thượng tướng, Hồi 2 Lục Cô Chiêm mặc dù không hiểu hai người trao đổi, nhưng trong lòng âm thầm suy đoán Biết Phương Tử Kính không có ý định quyết chiến. Ông nheo mắt quay lại nhìn Dương Túc Quan, chỉ thấy ánh mắt của người này lóe lên, tựa như có vô số tâm cơ. Giang hồ đồn đãi vị binh bộ lang trung này quỷ kế đa đoan, xem dáng vẻ này của hắn, trong chốc lát tám phần muốn dựa vào thân phận vãn bối giả chết khoe mẽ. Nếu lấy tài ăn nói lợi hại đối phó với Kiếm Vương cứng rắn, không chừng có thể kéo trận này thành thế hòa. Lục Cô chiêm mưu trí thông minh, tự phải đề phòng kỹ xảo hạ lưu bậc này. Ông chuẩn bị tiến vào, lớn tiếng nói, không nhọc kiếm vương ra ngựa, chén cơm này ta tới ăn. Dương Túc quan tuổi tác tuy nhỏ nhưng bối phận giang hồ lại cao, cùng thế hệ với linh trí và linh định. Nếu lục cô chiêm muốn động thủ cùng hắn, cũng không phải là ức hiếp, không giống phương tử kính cây to đón gió, dễ chọc tranh chấp. Huống chi hai người từng đã từng giao thủ ở thần quỷ đình, Lục Cô Chiêm rất quen thuộc với tập tính của Dương Túc Quan, liền quyết định quyết chiến trừng phạt người này. Linh Chí thấy Lục Cô Chiêm lên chiến, trong lòng thầm kêu không ổn, Lục ra võ công cao cường, tuyệt không ở dưới thạch cương, hai người liền muốn ước định nội trong trăm chiêu thủ thắng, cũng là có thể. Mạnh yếu quá mức cách xa, Linh Chí lo lắng đưa mắt nhìn về phía Dương Túc Quan, lại thấy vị sư đệ này đầy mặt vui mừng, tựa hồ không có lo lắng. Linh trí không hiểu rõ, càng không hiểu dụng ý của thiên tuyệt tăng. Ông khụ một tiếng, lắc đầu nói, không bằng như vậy, linh âm sư đệ, thỉnh ngươi hãy đi tiếp lục thí chủ. Linh âm là một trong tứ đại kim cương, tuy võ công không bằng thiên tuyệt, nhưng vẫn là cao thủ hiếm có trên giang hồ, đặc biệt sau khi luyện kỳ công cấm truyền để lật xa tứ tuyệt thủ, khiến võ công tiến bộ vượt bậc, không chừng cũng chưa biết được có thể khắc chế tiên pháp lục cô chiêm linh âm nghe phương trượng gọi lập tức định tiến vào sân lại nghe một người cười nói mọi người đừng nóng vội trước hết mời lui xuống đi chúng ta nơi này có vị anh hùng muốn lên đài mọi người quay lại nhìn người tới lại là thanh y tú sĩ lục cô chiêm cười nói quân sư cũng muốn chơi trận này sao thanh y tú sĩ mỉm cười lắc đầu nói lục ra sao lại nói vậy linh âm đại sư cũng vậy lục gia ngài cũng thế đều không nên đánh trận này. Lục cô chiêm trầm ngâm nói, ý quân sư là. Thành y tú sĩ cười nói, Dương Lang Trung thay thế thiên tuyệt sư phụ xuất chiến, đó là ý tứ hiếu thuận sư phụ, khiến mọi người ghen tị. Chỉ là phương lão sư chúng ta truyền đạo thụ nghiệp, uy chấn tứ hải, chẳng lẽ không có đồ đệ sao? Ông đi vào giữa sân, nhẹ đẩy đi vào giữa sân, nhẹ đẩy tần trọng hải lưng, nói, tần trọng hải, nói, Tần tướng quân, dương lang chung người ta là đồ đệ của thiên tuyệt tăng, ngươi lại là ái đồ của phương lão sư, trận thứ ba này thỉnh ngươi ra tay. Nghe được lời này, lục cô chiếm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ông ngửa đầu cười to, vỗ tay nói, đường quân sư nói đúng lắm. Nên để anh hùng đồng lứa tranh tài, phất phất tay, cười nói, tần tướng quân, thỉnh ngươi đi lên đi. Tần trọng hải nghe thanh y tú sĩ muốn chính mình giao chiến nhất thời cất tiếng cười to, tự bước vào giữa sân. Thanh y tú sĩ thân là quân sư nộ thương, tự muốn bày mưu lập kế, mắt thấy dương túc quan ra sân, lục cô chiêm khiêu chiến, đối phương rồi lại muốn sửa lấy linh âm ứng phó, đối phương đã có quái chiêu, thanh y tú sĩ xem đập vào mắt, tất nhiên là âm thầm cười lạnh, đơn giản tới tương kế tự kế, đưa tần trọng hải vào giữa sân. Tần Trọng Hải nội lực cao ngang sư phụ, đao pháp mạnh mẽ tuyệt không dưới bất cứ ngũ hồ tướng nào nếu cùng dương túc quan giao đấu nhất định có thể chiến thắng tranh lệch còn lớn hơn lục cô chiêm và linh âm huống chi hai người một là môn sinh thiên tuyệt một là ái đồ kiếm vương tần trọng hải lúc này bị đẩy ra linh trí cũng không thể thoái thác thanh y tú sĩ thấy linh trí cúi đầu không nói linh âm vẻ mặt khó xử nhất thời cười nói phương Trượng đại sư anh hùng nộ thương ta không lấy lớn bắt nạt nhỏ nếu thiên tuyệt tăng không muốn giao chiến, lấy đồ nhi xuất trận, vậy chúng ta cũng thỉnh cao đồ của phương lão sư lên đài so chiêu, hai nhà bối phận tương đương, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai, các ngươi nghĩ thế nào? Người trong giang hồ thờ phụng luân lý nhất, lúc này phương tử kính và thiên tuyệt tăng phái đệ tử ra tay, hai bên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ai cũng không chiếm tiện nghi ai. Linh trí tự cũng không thể chối từ, nếu không càng hiện ra bên ta nhụt trí, chỉ là tần trọng hải võ công cao siêu, trúc gia trang huyết chiến quần hùng, uy vũ sớm đã oanh truyền giang hồ, nhân vật võ lâm đồng lứa tuy có anh kiệt, nhưng trừ thiên sơn truyền nhân ngũ định viễn có thể cùng tần trọng hải giao đấu, những nhân vật còn lại vẫn không đáng kể. Giờ phút này văn dương võ tần nếu muốn sát thự một hồi, tần trọng hải dựa vào thần công đại thành, chỉ sợ chưa chiến đã thắng. Linh âm và linh chân lo lắng, định nói gì đó để ngăn cản, Dương Túc Quan đã tiếp lời nói, nếu Thanh Y tiên sinh đã nói như thế, tại hạ tự nhiên phụng giáo. Linh Chân Lỗ Mãng nghe xong lời này, liền muốn phản bác, linh trí tâm niệm chuyển động, vội vàng ngăn cản sư đệ của mình, thấp giọng nói: "Sư thúc một khi đã an bài như vậy, tất có dụng ý của ông ấy, mọi người bình tĩnh xem chuyện gì sẽ xảy ra." Dù mọi người đều muốn nói lại, nhưng ngay cả Phương Trượng đã cho phép, tự cũng không thể phản bác đành phải lui xuống dương túc quan mỉm cười với linh trí rồi chậm rãi bước vào sân trận chiến này còn chưa bắt đầu hai sư phụ đã mấy tháng không gặp trong lòng đều có tâm sự muốn nói phương tử kính nhân cơ hội kéo tần trọng hải sang một bên vuốt gương mặt đồ nhi mỉm cười nói dạo này con thế nào tần trọng hải gượng cười nói mỗi ngày đều tốt mỗi ngày đều luyện tập chăm chỉ Liều mạng khổ luyện đao pháp của sư phụ, không thể tốt hơn. Phương Tử Kính đã chạm mặt chỉ quan trước khi lên núi, tự cũng biết chuyện ngôn nhị nương và Lữ Bố, thấy ánh mắt Đồ Nhi lạnh lẽo, cũng hiểu thời gian này hắn tâm tình không tốt. Tần Trọng Hải không muốn ông lo lắng, lập tức chuyển câu chuyện nói, lát nữa con lên đài, sư phụ có dặn dò gì không? Phương Tử Kính thở dài, lắc đầu thấp giọng nói, sư phụ thăm dò được một tin tức Thiên Tuyệt tăng hình như có chuyện quan trọng muốn cùng con thương lượng. Tần Trọng Hải giật mình, nói: "Thiên Tuyệt lão tặc có chuyện tìm con?" "Đó là chuyện gì?" Phương Tử kính nhíu chặt mày nói: "Sư phụ đã tới Đạt Ma viện một lần, nhất thời cũng không làm rõ được." Dù sao lão tặc này khổ tâm kinh động thiên hạ, là muốn gặp mặt thương lượng với con. Tần Trọng Hải lòng tràn đầy buồn bực, đang muốn hỏi lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gọi của đồng bạn phía sau, phương tử kính quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy trăm con mắt đều đang nhìn chằm chằm thầy trò mình. Ông vỗ vỗ đầu vai tần trọng hải, cười lớn nói, sư phụ cùng thiên tuyệt lão tăng đánh mười mấy năm, mọi người xem tiết mục cũ này đều chán rồi, bây giờ chúng ta đã già rồi, nên để cho đệ tử các con hoạt động gân cốt. Nhẹ đẩy lưng tần trọng hải, nói, đi thôi để sư phụ xem con đã chăm chỉ hay chỉ là lười biếng tần trọng hải cười nói sư phụ yên tâm đi dù con mỗi ngày mải mê ăn chơi cờ bạc cũng sẽ không ném phần của người đi tình thế chuyển biến bất ngờ văn dương võ tần muốn phân cao thấp mọi người đều tập trung chờ đợi hai đại chủ tướng giao chiến gió núi thổi qua mưa tạnh mọi người cảm thấy mát mẻ nắng chiếu xuyên qua sau đám mây mưa khiến mọi nơi càng thêm sáng sủa. Chỉ thấy Dương Túc quan cử chỉ văn nhã, trường kiếm treo ở bên hông, tự tại giữa sân chờ, đầu tiên chắp tay chào hỏi linh trí phương trượng, sau đó khẽ cúi đầu trước những người bên ngoài. Dương Túc quan thân là chủ soái triều đình, đám người Lưu Vân, Ngũ Định Viễn, Tống Công Mại xem như là cấp dưới, lúc này liền đứng dậy đáp lễ, ngay cả An Đạo Kinh cũng đứng lên, Tần trọng hải tay cầm cương đao, động tác rất anh hùng. Hắn xài bước vào giữa sân, đặt cương đao hướng xuống đất, nghiêm nghị ngửa mặt lên trời, không nói một câu, thần thái cực khác bình thường. Trận chiến này có ý nghĩa rất lớn. Tần Trọng Hải là đệ tử yêu quý của Phương Tử Kính, là chủ tướng của anh hùng nộ thương Dương Túc là đệ tử của Thiên Tuyệt Tăng, là thống soái của quân mã Triều Đình. Chiến thắng của mỗi bên sẽ không chỉ thể hiện ra năng lực sư muôn còn càng thể hiện ra khí thế tăng giảm của chính tà xem ra trận chiến này không chỉ liên quan đến số phận của Tiềm Long, mà còn có vô số ý nghĩa thâm hậu, trăm triệu bại không được. Chỉ là tuy rằng thế trận tuy căng thẳng, chiến quả lại mơ hồ có thể thấy được. Kể từ khi Tần Trọng Hải học được ba chiêu cuối của Hỏa Tham Đao, trước đánh bại Lý Thiết Sam, sau phá đại quân Triều Đình, tam đại tuyệt chiêu đúng thời cơ tự nhiên có thể tùy tâm sử dụng. Dương Túc Quan tuy có bổ đề Tam thập Tam thiên kiếm nhưng công lực còn thấp, tới không đáng sợ hãi. Tần Trọng Hải nhận thức rõ ràng về võ công của người cùng thế hệ, tự dám vỗ ngực đảm bảo, ngắt lời tất thắng. Mây mưa tan đi, mặt trời ló ra khỏi mây, chiếu ánh nắng ấm áp vào hai người. Năm xưa hai người cùng xưng văn võ, giờ đang phân cao thấp vì lý do riêng của mình, quần hùng hồi tưởng chuyện cũ, đều bùi ngùi thở dài. Lưu Vân và Ngũ Định Viễn đều làm quan dưới trướng Liễu Môn, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, càng âm thầm thở dài. Hai gã cùng thế hệ nếu có một người tử thương, đều sẽ là sự hối tiếc suốt đời. Dương Túc Quan nhìn về phía chân trời, nhàn nhạt nói, Tần Huynh, người ta quen biết 7-8 năm, đều là làm việc cho Liễu Hầu Gia, không thể tưởng được sẽ có trận chiến ngày hôm nay. Nhân sinh thật là mọi chuyện khó liệu, không phải sao? tần trọng hải cười lớn nói đừng nói nữa hôm nay ta vì tiềm long mà đến ngươi vì thiếu lâm xuất chiến hai ta được làm vua thua làm giặc không ai cần phải nhượng bộ ai đúng lúc đó trên mặt đất vang lên một tiếng động hắn rút đao ra ném vỏ đao văng ra ngoài dương túc quan khẽ gật đầu rút bội kiếm cũng là kiếm khí đã ở trên tay song hùng chăm chú nhìn một lát thoáng chốc cùng kêu lên ra đòn cùng một lúc chỉ thấy dương túc quan kiếm đi nhẹ nhàng, kiếm hóa bảy đường, bên người phiêu ra bảy đóa hàn hoa, những bông hoa lạnh đung đưa, mỗi bông chỉ điểm ra bảy ngôi sao lạnh, trong nháy mắt một đạo hào quang lớn xuất hiện, vừa ra tay đó là sát chiêu. Chiêu thức này chính xác là chiêu cuối cùng của đạt ma tam thập tam thiên kiếm, niết bàn vãng sinh. Tần dương hai người, một thụ nghiệp với phương tử kính, một truyền nghề với thiên tuyệt tăng, chỉ vì trước đây đều làm việc cho liễu ngang thiên, nên chưa từng luận bàn võ công ai cao thấp giang hồ không ai biết được lúc này tính đến là lần đầu tiên hai người động thủ mọi người thấy dương túc quan khai chiêu khởi thức không cần vận khí ngưng lực thẳng tựa kiếm tùy ý đi cho rằng những ngày qua hắn chắc hẳn đã khổ luyện võ nghệ võ học tiến triển không bị cản trở bởi những điều trần tục chúng tăng thiếu lâm trong lòng lo lắng thấy kiếm pháp của dương túc quan thuần thục mọi người âm thầm khen ngợi đều cảm giác chiến này chưa chắc đã thua. Dương Túc Quan hít một hơi thật sâu, thoáng chốc kêu lên một tiếng, vô số hàn tinh bắn về phía trước. Tần Trọng Hải thấy hàn tinh đánh úp lại, thế này vừa nhanh vừa vội, hắn khẽ gật đầu, cười nói, Dương Lang Trung võ nghệ tiến bộ thật nhanh. Để lão Tần tiếp ngươi. Hắn giơ cương đao lên, dùng sức vẫy vẫy, Lưỡi biếng thu đao lên vai, thần thái rất là thô lỗ niết bàn vãng sinh ngạo thị võ lâm chính là tuyệt chiêu hộ thân của dương túc quan theo lý vô số hàn tinh phát ra tần trọng hải thế nào cũng phải hốt hoảng không thể né tránh làm sao có thể tùy tay một đao chém ra liền muốn chắn giá nhìn thấy tần trọng hải tự đại như vậy mọi người nhất thời kinh nghi bất định đều không biết hắn có tính toán gì hàn tinh đang muốn bay ra đột nhiên một luồng khí nóng lao tới trước mặt dương túc quan trong chốc lát bùng lên một ngọn lửa lớn. Dương Túc Quan mặc dù định lực sâu xa, lúc này cũng không khỏi chấn động, lập tức triệt kiếm bỏ chiêu, vội vàng nhảy lùi lại, kiếm chiêu triệt đi, kinh lực bị trừ khử, niết bàn vãng sinh phát ra vô số hàn tinh cũng tùy theo rơi xuống, tuyệt chiêu hộ thân ở nhất chiêu bị người phá giải. Chiêu thức của Tần Trọng Hải là hỏa tham hư phong trảm, đủ để tấn công trước người địch năm thước, ngay cả trường đao cộng lại, bán kính công kích cũng là một trượng. Bội kiếm của Dương Túc quan ước chừng bốn thước, lại chưa từng luyện qua tuyệt kỹ kiếm mang, giờ phút này tất nhiên là so sánh thấy vụng. Thiếu lâm tăng chúng thấy chiêu này, đều há to miệng, kể từ khi phương tử kính sáng tạo ra chiêu thức hòa tham hư phong trảm này. Đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trước đồng đạo Võ Lâm. Phương tử kính thấy chiêu này của ái đồ rất nghiêm ngặt, thâm sâu như chân truyền của mình, không khỏi vút dâu mỉm cười âm thầm gật đầu. Đàn tăng hoảng sợ, đều đang cố gắng tìm ra lai lịch của chiêu thức này. Dương Túc Quan trong lòng âm thầm so đo, mấy tháng không gặp Tần Trọng Hải, võ công người này quả tiếng nhanh như lời đồn. Lưu Vân và Ngũ Định Viên đã lâu không thấy Tần Trọng Hải động thủ so chiêu, giờ phút này thấy hắn luyện thành tuyệt chiêu mới, trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc. Dương Túc Quan sắc mặt vô cảm, hắn tay ấn chuôi kiếm, như đang khổ tư suy nghĩ về cách tự vệ trước kẻ địch. Tần Trọng Hải ho nhẹ nói: Dương Lang Trung, không phải lão Tần bán dưa võ nghệ ta hiện nay tiến nhanh, người tuyệt đối không có khả năng chống lại. Vì hòa khí mọi người, ta xem vẫn là thôi đi. Dương Túc quan hắc một tiếng, ngang nhiên nói: lời nào của Tần tướng quân thật nực cười. Dương Mỗ vì triều đình tận tâm, vì hầu gia tận lực, liền tính đánh không lại cũng tuyệt không thể dừng tay hắn càng không nhiều lời, nhấc trường kiếm, nghiêm nghị nói, Tần Huynh, kiếm thứ hai của ta tới đây. Tần Trọng Hải cùng hắn có quan hệ cũ, không muốn quá làm khó hắn, lập tức gật đầu nói, Dương Lang Trung không cần khách khí. Dương Túc Quan hít một hơi thật sâu, tay trái vãn hoa kiếm, tay phải giơ lên, thân kiếm tiến quân thần tốc, đúng là cực lạc thiên của đạt ma tam thập tam thiên kiếm, chiêu này thân pháp phiêu giật, một chút mũi kiếm giống như thiên nữ tán hoa, bao phủ yếu huyệt của Tần Trọng Hải, có thể coi là kiếm chiêu tinh diệu đích truyền Thiếu Lâm. Nếu đối thủ không phải Tần Trọng Hải, mà là giang hồ hào khách tầm thường, Dương Túc Quan sử dụng chiêu thức cực lạc thiên này, Thiếu Lâm Tăng chúng nhất định phải lớn tiếng khen hay, chỉ là mới vừa rồi đao pháp Tần Trọng Hải quái dị khôn kể, thủ đoạn công lực đều ngoài sức tưởng tượng, chúng tăng không khỏi kinh kỵ trong lòng liền sợ tần trọng hải còn có quái chiêu phá giải quả nhiên lưỡi đao tần trọng hải vừa chuyển trước hướng bên trái hơi phách rồi sau đó hướng bên phải chém mạnh chiêu thức này gọi là ma hòa liệu nguyên chính là thức thứ hai trong hòa tham nhất đao giờ phút này tần trọng hải nội lực hùng cường gần như có thể tiếp cận sư phụ phương tử kính tùy tay một đao đánh xuống khí thế phi thường trong tích tắc lưỡi đao đụng phải mũi kiếm cường mãnh lực đạo chạm vào khiến cổ tay Dương Túc Quan tê mỏi, thoáng chốc bước cho Dương Túc Quan lại lần nữa thu chiêu. Nhảy lùi về phía sau. Dương Túc Quan sắc mặt ngưng trọng, giờ kiếm nhìn phía tần trọng hải, nhất thời cũng không biết nên ra chiêu như thế nào. Người nộ thương đều nghĩ, một chút tuyệt chiêu của Dương Túc Quan đều đã bị phá giải, giờ phút này đã hết bản lĩnh, xem ra trận này không cần đánh nữa. Tần Trọng Hải trong lòng âm thầm bật cười, nghĩ ngợi nói, Dương Lang Trung từ trước đến nay danh tiếng tốt, tuy rằng xuất thân danh môn, nhưng giới hạn trong công lực, võ công vẫn là hữu hạn. Ta trong chốc lát thủ hạ lưu tình, cho hắn ra mấy chiêu nữa, tốt xấu cũng để lại chút mặt mũi, cũng coi như hết lòng vì tình nghĩa. Hắn phi thân bắn lên, để đao hư chảm, nhất chiêu hỏa vân bát phương, hướng đến điểm trọng yếu trên thân Dương Túc Quan, chiêu này đao thế bao dung cực lớn, đối thủ nếu không mười phần mười nhãn lực hoàn hảo, thực sự sẽ không nhìn ra hướng đao của hắn. Dương Túc Quan thấy hắn ra chiêu này, quay người lại, hai chân chỉa xuống đất, bay ra sau mấy trưởng. Mọi người thấy hắn không đỡ chiêu rời đi, đã biết công lực không kịp, không dám đánh bừa tuyệt chiêu cùng Tần Trọng Hải. Thường tuyết hận xem ở trong mắt, nhịn không được cười to nói, mụ nội nó, con thỏ này khinh công thật là lợi hại. Tần Trọng Hải không có ý định làm cho Dương Túc Quan quá xấu hổ, lập tức cũng không đuổi giết chỉ đứng nghiêm tại chỗ dù gấp vẫn ung dung gãi gãi đầu chúng tăng thiếu lâm thấy võ công của dương túc quan không kịp mà tần trọng hải lại càng có ý khinh thường đều kinh ngạc tức giận dương túc quan nhìn thấy tần trọng hải đứng yên lập tức vận khởi khinh công nhảy tới trước mặt tần trọng hải sau đó dùng chiêu hoan hỉ thiên đánh vào bụng dưới của tần trọng hải tần trọng hải hắc hắc cười lạnh hung hãn thi triển long hòa phệ thiên chém thẳng vào trường kiếm trong tay hắn. Chiêu thức Long Hỏa Phệ Thiên này chính là chiêu thức hộ thân của Tần Trọng Hải trong quá khứ, nửa năm trước dùng ra, uy lực đã khác xa người thường, lúc này nội lực của Tần Trọng Hải cường đại, võ lâm hiếm thấy, dương túc qua nếu không biết né tránh, chỉ sợ thân kiếm sẽ bị gãy, miệng hổ tan vỡ, hắn nhận biết lợi hại, vội vàng nhảy lùi lại, thần sắc có chút xấu hổ. Hai người qua lại hơn 10 chiêu, mỗi lần Dương Túc Quan tấn công trước mặt Tần Trọng Hải ba thước, đều bị hắn một đao đẩy ra, võ công kém rất nhiều. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng giữa Thiếu Lâm và Nộ Thương, ai ngờ so với hai trận đầu, không những xuất sắc không bằng, liền ý chí chiến đấu cũng rất có tranh lệch, mọi người nhìn một hồi, nhịn không được nghị luận sôi nổi. Giang Hồ có môn, Liễu Môn Nhị Tướng, Văn Dương Võ Tần, cả hai đều được coi là đại tướng thủ hạ của Liễu Ngang Thiên, theo lý trận này trận đánh hẳn phải ác liệt cân sức ngang tài ai biết khi so chiêu võ công của dương túc quan liền có vẻ rất không kịp thường tuyết hận ngáp một cái nói với giải thao xem đánh như vậy sang năm cũng phân không thắng bại ta ở đây ngủ trước một lát trong chốc lát ông già thò này chạy đã mệt các ngươi hãy đánh thức lão tử dậy hắn nằm xuống đất bắt đầu ngáy chúng tăng thiếu lâm tức giận nhưng Dương Túc Quan không dám ra chiêu đánh bừa, né tránh nhường đường, làm sao có thể trách người khác mở miệng chê cười. Chúng tăng trong lòng đều có oán trách, Dương Lang chung rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn nếu tự biết không phải đối thủ người ta thì đừng nên khăng khăng xuất đầu. Nhìn hắn ném hết thể diện của Thiếu Lâm, còn muốn chúng ta ở giang hồ hành tẩu thế nào? Chúng tăng lòng tràn đầy oán hận, Dương Túc Quan lại ra vẻ không biết cứ vòng vòng vây quanh Tần Trọng Hải, hễ có cơ hội tốt sẽ ra một nửa chiêu thức. Nếu Tần Trọng Hải cử đao đánh trả, hắn liền phi thân rời đi, tuyệt không chính diện so chiêu. Người nội thương cho rằng Dương Túc Quan không có phương pháp hóa giải, nghĩ đến trận tỷ thí này thắng bại đã hiểu, bên ta tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người lại đánh qua lại chừng 10 chiêu, Tần Trọng Hải thấy mặt trời đã quay về hướng Tây, ánh mặt trời dần dần biến mất, thầm nghĩ Triều đình nhân mã quỷ quyệt nhiều gian trá. Nếu tiếp tục chiến đấu như thế này không ngừng nghỉ, bọn họ át lợi dụng bóng tối để tấn công. Hắn sợ triều đình có giáp tâm khác. Bên ta chỉ có chỉ quan và hạng thiên thọ đóng giữ, phòng bị nếu có sai lầm, không khỏi quân bị diệt. Hắn hét lớn một tiếng, Dương Lang Chung tiếp chiêu. Trong nháy mắt, Đào Thế chuyển nhanh, toàn lực đoạt công, muốn trong mấy chiêu thủ thắng. Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng trầm vai khom lưng một đao chém về phía bên hông dương túc quan đao này tàn nhẫn mau tuyệt nếu muốn chém thật thì sẽ là tai họa nặng nề dương túc quan nhận biết lợi hạ vội vàng nhảy lên đao chém vào dưới chân tần trọng hải vốn đã đoán trước hắn sẽ nhảy lên né tránh chân nhấc một chút thân hình cũng tự bắn lên cương đao chém ngang về phía hông dương túc quan dương túc quan thấy khinh công của hắn đã tốt hơn xưa muốn bay là bay thay đổi chiêu thức càng nhanh hơn Người khác ở giữa không trung, không chỗ có thể trốn, không còn cách nào khác đành phải hạ trường kiếm xuống, chắn đao của Tần Trọng Hải. Một tiếng keng vang lên, đao kiếm tương giao, Dương Túc Quan miệng hổ đau đớn tột độ, trường kiếm trong tay bị chấn động đứt đoạn, một lực mạnh ập đến, cả người càng bị đao thượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, thấy hắn trực tiếp ngã xuống đất, ngã xuống một phiến đá xanh, hồi lâu không đứng dậy được. Tần trọng hải hạ gục được hắn, nên thừa cơ chế trụ chặt chẽ, để tránh đêm dài lắm mỏng. Hắn để đao bắn lên, vận khởi trọng công lực hỏa tham đao thức thứ sáu, nhất chiêu tham hỏa buôn đằng, hướng thẳng về phía Dương Túc Quan. Lúc này, Dương Túc Quan ngã xuống đất, vô sức chống cự, lửa đỏ ánh đao chiếu tới, khiến sắc mặt của Dương Túc Quan càng thêm ảm đạm. Chúng tăng thiếu lâm vô cùng sợ hãi tần trọng hải sẽ giết người, đều đại kinh thất sắc, Lưu Vân và Ngũ Định Viễn cũng vạn phần lo lắng. Hai người đồng thanh hét: "Tần tướng quân, đao hạ lưu nhân, đám người linh âm, linh trí tuy muốn ra tay cứu giúp, nhưng chiếu theo quy củ đều thương mà không giúp gì được. Tần Trọng Hải xưa nay trọng tình nhớ tình bạn cũ, sao có thể xuống tay tàn hại đồng liêu cũ? Giờ phút này hắn liên tiếp sử dụng đao pháp, tưởng chừng như có thể đả thương người, kỳ thật dụng ý chỉ là che chở cho Dương Túc Quan." Tần Trọng Hải vô cùng sợ hãi hắn sẽ đung đưa thân mình, liền đến cảnh cáo, hét lên, Dương Lang Trung nếu muốn lưu lại tánh mạng, ngàn vạn đừng hành động hấp tấp. Hai người đứng gần nhau, chỉ cách nhau ba thước, Tần Trọng Hải để đao sang một bên, đưa tay tóm lấy người, lúc này hắn nhìn thấy Dương Túc Quan xoay người nhảy lên, khóe miệng hơi nhếch lên cười với mình. Tần Trọng Hải sừng sốt, mới biết hắn còn thừa lực, lại không biết đang dở trò bí ẩn gì, Nghĩ đến lời sư phụ nói với mình trước khi lâm địch, trong lòng càng kinh nghi bất định. Chỉ là giờ phút này tham hỏa bôn đằng đã phát ra, hồi lực đã không kịp, né qua thân thể Dương Túc Quan, thân đao hướng chém xuống đất, tiếng động lớn mang đến lên vô số bùn đất, đất đá văng tứ tung, cát bụi tung bay, xem ra thắng bại đã được phân định. Thường Tuyết hận vỗ tay cười to, là người đầu tiên lao vào sân, hét lên, lão đại làm tốt lắm, giết chết lão thỏ đi. Linh trí cúi đầu không nói, Tống Công Mại che mặt thở dài, mọi người trong triều và tăng sĩ Thiếu Lâm đều sắc mặt uể oải, ngay cả Lưu Vân và Ngũ Định Viễn cũng nhìn nhau khó hiểu. Thiếu Lâm tam chiến, nộ thương tam trượng hai thắng, dựa vào hai bên ước định, tiềm long chắc chắn trở về núi, từ đây ngũ hồ tụ hội, long phượng về nhà, không còn có thể đối phó với đàn phản nghịch này nữa. Qua sau một lúc lâu, bụi bặm dần dần lắng xuống, lộ ra khung cảnh bên trong sân. Cao Thiên Uy chăm chú nhìn lại, thoáng chốc lắp bắp kinh hãi, hét lên, bọn họ đâu rồi? Mọi người bỗng nghe lời này đều kinh ngạc, Lưu Vân và Ngũ Định Viễn quan tâm đồng liêu, Linh Chí và Linh Âm lại lo lắng cho sự sống chết của sư đệ. Người nộ thương càng sợ triều đình thiết kế làm hại, địch ta hai bên nhân mã cùng sông lên, từng người cúi đầu nhìn xem. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố sâu, Tần Trọng Hải và Dương Túc Quan sớm đã biến mất không thấy, mọi người dõi mắt đi xem chỉ thấy hố sâu tối tăm không đáy, nhìn vào ánh sáng mặt trời, dường như có một cái gì đó bên dưới, trừ cái này ra, lại cũng nhìn không tới bóng người. Mọi người nhìn nhau, thắc mắc làm sao dưới đất lại có thể xuất hiện một cái hố sâu. Thường Tuyết hận kinh hoàng không thôi, nhất thời ghé đến bên động, lớn tiếng kêu lên, "Lão đại, ngươi ở dưới sao?" Hắn hô vài tiếng, chỉ nghe hồi âm lượn lờ lại không nghe được tần trọng hải trả lời giống như rơi vào địa mục vô biên từ đây biến mất không thấy thường tuyết hận kinh nghi bất định lý thiết sam đã tay cầm thiết kiếm sải bước đi tới chỉ tay phẫn nộ quát tặc chọc các ngươi luận võ không thắng liền tới ám toán hại người còn gọi gì là giang hồ hảo hán linh trí vội nói lý thí chủ hiểu lầm chúng ta không biết cái hố này từ đâu đến cũng không biết có tác hại gì không, há có ý hại người. Mọi người nghe lời giải thích của ông đều không tin, Lý Thiết Sam hét lên, người thân là phương trượng thiếu lâm, thoái thác như vậy, người còn có nửa điểm trách nhiệm nào không? Tần Trọng Hải rơi vào hang sâu, nào biết thiếu lâm tự vô tình ra tay ám toán. Hai bên nhân mã kiên kỵ rất nhiều, sôi nổi chửi bậy lẫn nhau, một bên nóng lòng vào động tìm người, nhưng một bên lại cản đường, thường tuyết hận cả giận nói, con mẹ nó. các ngươi lại chặn đường, lão tử sẽ là người đầu tiên giết người. giờ lên phượng đao, chém loạn về phía chúng tăng. linh âm giá trụ, hoàng nói, chư vị bớt giận. ngọn núi phía sau này là nơi của sư thúc ta, không có lệnh của ông ấy, phương trưởng cũng không thể vào. chúng ta không thể để các vị đi vào. giữa sân loạn thành một đống, mọi người chỉ trích chửi bậy, có thể sẽ đánh nhau bất cứ lúc nào. Lục cô chiêm thấy cục diện bất lợi, lập tức dùng môi huyết sáo, triệu hồi một con đại bàng từ trên trời xuống, định truyền lại tình thế trận chiến xuống núi. Linh âm lại kinh lại vội, muốn linh trí lên tiếng lại thấy phương trượng cúi đầu trầm tư, như đang xuất thần. Hắn trong lòng hoảng loạn, quay lại nhìn đám người tống công mại, lại thấy bọn họ vẻ mặt kinh ngạc, lại cũng không có đúng mực. Tình thế lúc này rất căng thẳng, nếu lục cô chiêm truyền lệnh xuống, ba vạn binh mã nộ thương bao vây chỉ cần nhất cử sát lên đỉnh núi, chúng tăng đều sẽ không còn đường sống. Trong khoảnh khắc hỗn loạn này, chỉ thấy một người chạy về phía trước, lớn tiếng nói, chư vị khoan động thủ. Để tại hạ vào động tim người. Mọi người quay đầu, người tới lại là Lưu Vân. Linh âm trong lòng vui vẻ, vội nói, thí chủ muốn đi xuống. Lưu Vân dùng sức gật đầu, lớn tiếng nói, tại Hạ Phụng Hoàng mệnh tới đây để xem kết quả. Chỉ là Dương Lang Trung và Tần Tướng Quân cùng nhau biến mất, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chư vị nếu tin được ta, hãy để Lưu Vân vào xem rõ. Lưu Vân tự nguyện vào động tìm người, giữa sân mọi người nghe xong lời này, từng người nhìn động sâu, cúi đầu tính toán. Cục diện căng thẳng, lúc này Tần Trọng Hải một mình vào động, Thiên Tuyệt Tăng và Dương Túc Quan đều là môn nhân thiếu lâm, Đôi thầy trò này nếu muốn liên thủ đối phó Tần Trọng Hải, thiếu chủ nộ thương chắc chắn sẽ chết. Chỉ là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, nhìn đại quân nộ thương dưới chân núi, nếu tăng thiếu lâm có mưu đồ gì, trên núi không khỏi trở thành một biển lửa. Hai bên đều có thế mạnh riêng, thiếu lâm hòa thượng có thể giết chết thủ lĩnh nộ thương, hưng quân mã nộ thương cũng có thể bình định thiếu lâm, đều có kiêng kỵ lẫn nhau. Mọi người đều xem xét tình hình, nếu muốn tìm ra lối thoát thì phải tìm một chuyên một vị công chính vô tư tới điều đình, người này không chỉ phải chính trực thẳng thắn, mà còn phải có mối liên hệ với cả hai bên địch ta, điều kiện khó xử như vậy, thiên hạ tuy lớn nhưng e rằng cũng chỉ có Lưu Vân mới có thể làm được. Thiếu Lâm Tăng chúng tâm niệm tại đây, đều gật đầu. Lục Cô Chiêm là người đầu tiên bước tới, gật đầu nói, "Như vậy cũng được, chúng ta phái người một nhà đi xuống." Chúng tăng Thiếu Lâm không thể tin được nhưng nếu để yên thì chúng ta cảm thấy bất an. Lưu huynh đệ nguyện ý đi xuống, đó là không thể tốt hơn. Lục cô chiêm xem như là một nửa sư phụ của Lưu Vân. Đối với nhân phẩm của hắn tin tưởng vững chắc không rời. Nghe hắn có ý vào động, nhất thời cho phép. Ông quay lại nhìn Phương Tử Kính, hỏi Phương Lão Sư tâm ý như thế nào? Phương Tử Kính đã từng gặp Lưu Vân ở Hoa Sơn, tự biết thanh niên trước mặt là một người ngay thẳng tuyệt đối khác biệt với đám hạ lưu triều đình càng cùng đồ nhi giao tình thâm hậu chắc chắn không có ý định gây hại lập tức gật đầu nhìn vào trong động sâu nghĩ đến ý đồ của thiên tuyệt tăng trong lòng cũng không hoảng hốt liền nói khá tốt đi xuống ngay bây giờ đừng trì hoãn nữa lưu vân thấy hai bên thủ lĩnh đều đều tín nhiệm chính mình trong lòng vui vẻ đang định đi về phía cửa động chợt vào lúc này nghe thấy một âm thanh trầm thấp lưu huynh đệ đợi một lát không có ai cả. Lúc này giữa sân không người nói lời phản đối, người này lại chợt mở miệng ngăn cản. Lưu Vân trong lòng dùng mình, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người nọ thân mặc khôi giáp, khoảng chừng 35, 36 tuổi, không ai khác chính là Ngũ Định Viễn. Lưu Vân không biết hắn vì sao phản đối, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Vội nói, Ngũ Huynh, tình huống khẩn cấp, trì hoãn không được, ngươi nếu có gì phân phó, lát nữa nói được không? Ngũ định viễn lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bốn dòng chữ trên tường, thoáng chốc trong đầu điện quang lôi lóe, sự việc trong thần cơ động bay ra trước mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, lạnh lạnh nói, Lư huynh đệ, thỉnh ngươi đừng đi xuống, phía dưới chỉ sợ. Chỉ sợ. Ở đằng xa đám người an đạo kinh đang nghị luận thế cục, sau khi nghe Lư Vân và Ngũ Định Viễn đối đáp, sôi nổi xuống lại lắng nghe. Lư Vân thấy Ngũ Định Viễn sắc mặt ngưng trọng, trong lòng càng lo lắng, không khỏi hoảng sợ, chỉ sợ cái gì. Định viễn mau. Ngũ định viễn vẻ mặt do dự, liếc nhìn đám người an đạo kinh thấp giọng nói, chỉ sợ. Chỉ sợ phía dưới có quái vật. An đạo kinh nghe xong lời này, nhất thời sợ tới mức phát run, cao thiên uy lại cười ha ha, thiếu lâm tăng chúng còn lại khịt mũi coi thường, giữa sân mọi người đầy mặt chê cười. Linh trí và thanh y tú sĩ lại đồng thời nhìn nhau, hai người kêu một tiếng, lưu thượng thần tập trung. Lưu vân lòng tràn đầy nghi hoặc, băn khoăn như rơi vào năm dặm mù sương. Ngũ định viễn là một người trầm ổn lõi đời, giờ phút này nói đến đây, đều có sầu lo của hắn. Chỉ là Tần Trọng Hải và Dương Túc Quan cùng nhau rơi vào động sâu, thật sự không thể bỏ mặc được. Nếu không hai bên nếu có tử thương, thảm họa chiến tranh thiên hạ chợt bùng nổ, thế gian vạn dân chắc chắn rơi vào biển khổ. Lưu Vân không biết ngũ định viễn định làm gì, lập tức lắc đầu, bước vào động sâu. Lưu Vân đeo vân mộng trạch kiếm ở bên hông, mượn một sợi dây thừng từ chúng tăng, buộc chặt trước khi thả sợi dây xuống. Ngũ định viễn thấy cửa động giống như cánh cổng địa ngục đẫm máu, hắn trong lòng trượt sinh không đành lòng, nhớ tới chuyện cũ năm đó kinh thành đồng cam cộng khổ, lập tức nắm lấy, cắn răng nói, muốn chết, không bằng mọi người chết cùng một chỗ. Lưu Vân cả kinh nói, huynh làm gì vậy? Ngũ định viễn không nói gì, tay trái ôm bên hông Lưu Vân, ngửa mặt lên trời hét lớn, thân mình liền như chim bay xuống, thoáng chốc vô tung vô ảnh. Quyền 13 chương 10 quỷ môn khai Nhưng tần trọng hải vung đao chém xuống, chân đột nhiên trống rỗng, thân thể mất đi điểm tựa, trực tiếp ngã xuống. Người khác ở giữa không trung, tự sợ có người đánh lén, đao chuyển như ý, hỏa vân bát phương dùng ra, bảo vệ điểm yếu hại quanh thân, rồi dơ đao chém vào vách động, một tiếng vang lên, bùn cát bay lên, vách động bị hắn chém thành một cái khe, xu hướng lao xuống lập tức dừng lại. Tần trọng hải treo trên vách động nhìn xuống, hắn ở giữa không trung, không thấy bóng dáng dương túc quan đâu cả, nghĩ đến tiểu tử này ngã xuống trước mình một bước. Chắc đã ở dưới đáy động. Tần trọng hải phi một tiếng, thầm nghĩ, thiếu lâm tự này thật khốn nạn, Luận võ không thắng, liền nhân cơ hội tác quái, những thủ đoạn hạ lưu này có thể đánh bại được lão Tần, chẳng phải xem thường lão Tần sao? Hắn thấy động này sâu chừng khoảng 10 trượng, không biết bên dưới có mai phục gì không, đang định trèo lên, đột nhiên tâm niệm vừa động, nghĩ đến nụ cười tươi quái dị của Dương Túc Quan trước khi ngã xuống động, như thể có điều gì muốn nói với mình. Tần Trọng Hải bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ, được lắm chẳng trách tên tiểu tử này làm bộ làm tịch, cái gì đại sư xuất trinh, xem bộ dáng quỷ quyệt của hắn, thuần là muốn dụ ngươi vào trong bình mà thôi, toàn tâm toàn ý muốn dụ lão tử vào động quỷ này. Hắn hừ một tiếng, muốn biết rõ tâm tình của Dương Túc Quan như thế nào, lập tức đôi tay khẽ buông lỏng, thân mình ngã thẳng xuống, dọc đường đập mạnh vào huyệt động, thế rơi chậm lại, đôi chân có cảm giác chắc chắn, đã rơi thẳng xuống đáy động trong động nếu có địch nhân mai phục, giờ phút này ám toán là cơ hội tốt nhất. Tần Trọng Hải hai chân chạm đất, thân hình lập tức ngã xuống, nhìn hắn lăn về phía trước, rút đao hư chảm, liền ra chín đao, ánh đao rực lửa, bảo vệ trọng yếu của cơ thể. Dùng hỏa tham cửu liên chảm, Tần Trọng Hải dùng ánh lửa trên đao để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ thấy huyệt động phạm vi ước chừng tám thước, có ánh sáng mờ ảo của ánh nắng chiều trên đỉnh đầu, động bề sâu chừng hai mươi trượng, nhìn hình dáng thì chắc chắn là tự nhiên đỉnh lở cát tiếp tục rơi xuống đập vào đầu vô cùng đau đớn tần trọng hải cúi người vào góc thở ra một hơi tính ra chính mình đã đến giữa núi sau thiếu lâm tần trọng hải nhìn quanh mấy lần rồi hét lên dương túc quan con mẹ nó cái tên mặt trắng nhà ngươi dẫn lão tử tới đây rốt cuộc là muốn nói gì mau mau giải thích đi sau khi hét một lúc nhưng vẫn không có người đáp lời Tần Trọng Hải nhìn về phía trước, nhìn thấy một đường đi, trong lòng càng ngờ vực nan giải, thầm nghĩ, thật sự là kỳ lạ, nếu Dương Túc Quan có chuyện muốn nói, ở đây không có người khác nhìn trộm, đáng ra nên xuất hiện rồi chứ. Như thế nào nửa ngày không thấy bóng người? Đang trong lúc suy tư, đột nhiên nghe thấy một âm thanh trầm thấp từ sâu trong đường đi truyền đến, giống như có tiếng bước chân đi ngang qua, Tần Trọng Hải bước tới, trong nháy mắt nhìn thấy một bóng người lướt qua rồi biến mất. Người này thân pháp thật nhanh, như yêu tự quỷ. Nếu Tần Trọng Hải không phải nhạy bén hơn người, chỉ sợ còn khó có thể phát giác. Ngày 1 tháng 7 cánh cổng địa ngục mở ra, âm tào địa phủ quỷ quái tám phần đều rời khỏi hang động. Nhìn thấy cái bóng này đúng như quỷ quái, nếu là người bình thường thấy, tất nhiên là thân nhũn ra, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, nhưng Tần Trọng Hải từ trước đến nay là một kẻ to gan lớn mật cuồng đồ, nhìn thấy bóng ma hắn chỉ coi như không có gì, như hành lá trong canh, gã gãi đầu nghĩ thầm, bóng dáng này mau đến nhanh đi tám phần là thiên tuyệt tặc chọc. Đôi thầy trò này rốt cuộc có âm mưu gì? Chẳng lẽ bọn họ tự biết đơn độc đánh không lại ta, liền muốn liên thủ xử lý lão từ sao? Hắn quyết tâm nhìn rõ ràng sự việc đầy mặt cười lạnh, khạc đờm xuống đất rồi xài bước về phía trước. Tần Trọng Hải vô cùng tự tin vào võ công của mình, dựa vào đao pháp cương mãnh của hắn, liền tính 18 vị La Hán cùng vây sát, cũng có thể thong dong mà lui. Lập tức cố ý đi sâu vào hang cọp, thứ nhất là xem xét rõ ràng tình hình, thứ hai là xem có cơ hội nào cứu được Tiềm Long hay không, nếu có thể có thể thuận lợi đắc thủ thì càng là một niềm vui lớn hơn. Đi mãi vào sâu trong địa đạo, chỉ thấy tối tăm không ánh sáng, có chút ngột ngạt, bước ra khỏi hang động tự nhiên, một đường kéo dài không ngừng, đủ thấy đường đi rộng lớn thế nào. Tần Trọng Hải đưa tay sờ lên vách tường hai bên, tay chạm vào chỗ rêu xanh rậm rạp, có thể thấy đường đi này đã được mở từ lâu, tuyệt đối không phải là mới. Tần Trung Hải lắc đầu, thầm nghĩ, đường hầm này dùng để làm gì? Chẳng lẽ mình đã vô tình đột nhập vào cấm địa nào đó sao? Thiếu lâm tự từ xa xưa đã gắn bó với vương giả, Năm đó đường Thái Tông ghé thăm Thiếu Lâm, đã từng mở một sơn đạo to lớn đến cực điểm, xét quy mô của đường hầm này, nếu không có triều đình phát động dân phu đến giúp đỡ, chỉ dựa vào lực mấy ngàn tăng nhân trong chùa, tuyệt khó làm được. Lúc này đang ở hiểm địa, hắn vô tâm miên man suy nghĩ, dưới chân dần dần nhanh hơn, nhắm thẳng phía dưới chạy đi. Đi ra trăm thước, chợt thấy con đường phía trước tách ra, phía trước có hai cầu thang, một bên trái một bên phải, mỗi cầu thang kéo dài sâu xuống lòng đất, rồi lại không biết thông đi nơi nào. Tần Trọng Hải chuyên dùng tay phải, ăn cơm ỉ phân đều là dùng một tay, lập tức không chút nghĩ ngợi bước về cầu thang bên phải, một chân dẫm xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng vang, đường đi trống trải kia lại có tiếng gì đó kỳ lạ. Con đường cuộc đời thường được chọn trong tích tắc, có khi vật đổi sao rời, hồi tưởng chuyện cũ năm xưa, nhận ra khoảnh khắc lựa chọn ấy chỉ là vô tình. Tần Trọng Hải hoàng sợ, lại đem chân rụt trở về, trong lòng hơi có chút do dự, không biết nên đi xuống từ đâu. Từ khi luyện nghệ thành rời núi tới nay, Tần Trọng Hải hành sự quả cảm, cũng chưa từng sợ cái gì. Kể cả ngày đó gãy chân tàn phế, lạc thác giang hồ, cũng chưa từng sợ hãi, giờ phút này do dự, không khỏi làm chính mình kinh ngạc. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ, Tần Trọng Hải à Tần Trọng Hải, người có chuyện gì lớn chưa từng gặp qua võ công luyện được cao như vậy mà lá gan thì ngược lại. Hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, con mẹ nó, lão tử đang tìm tả quân sư, liền đi theo bên trái thôi. nhấc chân khí, vận hành chu thiên, bảo vệ nơi yếu hại của thân mình, đi xuống theo hướng bên phải. Cầu thang không dài lắm, chỉ ước chừng chừng trăm bậc, tần trọng hải cao mày bước đi, cũng nhìn không ra huyền cơ gì, không bao lâu, hắn đã đứng ở trên một bên đường. Tần Trọng Hải ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt có một bóng người. Tần Trọng Hải chấn động, giờ đao lên bảo vệ điểm yếu hại, hét lên, là ai? Kêu hai tiếng, đường đi tràn ngập tiếng vang đập lại, người nọ lại chưa từng đáp lời. Tần Trọng Hải lòng tràn đầy buồn bực, tiến về phía trước mấy bước, chợt nhìn thấy một bức chân dung. Có một bức chân dung treo trên tường đường đi, vẽ một nam tử mặc quân phục. Người đó 3738 ba, ba, tuổi, mày rậm sách, dung mạo thập phần anh đĩnh, chỉ là người này dường như có chuyện gì thương tâm, hai tay nắm chặt, khóe mắt rưng rưng, chỉ nhìn chăm chú phía trước. Tần Trọng Hải thấy bức họa này sinh động như vậy, đôi mắt kia đặc biệt sinh động, không khỏi nhìn lại lần thứ hai. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, lão tử này là ai? Tại sao lại để người ta vẽ ở đây? Chẳng lẽ là vẽ mừng thọ sao? Hắn tiến lên hai bước, nhìn kỹ thì thấy mấy dòng chữ, Tần Trọng Hải thì thầm, tảo tuế na chi thế sự gian, trung câu bắc vọng khí như san, xuất sư nhất biểu chân danh thế, thiên tải thủy kham bá trọng gian. Tần Trọng Hải đọc sách không nhiều lắm, tự không biết bốn câu thơ này trích từ thư phẫn của Lục Du, thần thái của người trong bức họa bi phẫn nên được kết hợp với thơ từ bi phẫn như vậy. Hắn há mồm nửa ngày, sau đó nhìn chữ kỹ trên họa, thấy, Tết nghèo đến rồi, Chu Dương để tăng trinh Tây Đại Đô Đốc ở Tung Sơn tháng đầu tiên của năm kỳ dậu. Tảo tuế na chi thế sự gian, trung câu bắc vọng khí như san, xuất sư nhất biểu chân danh thế, thiên tải thủy kham bá trọng gian trích thơ thư phẫn của lục du, tuổi trẻ biết nhiều chuyện thế gian, thục trung vọng bắc chí ngang tàng. Xuất quân thảo hịch tâm chân chính, nghìn năm ai dám sánh được danh. Tần trọng hải nhảy dựng lên, nhìn nhân vật trong tranh, cả kinh nói, cha. Trinh Tây Đại Đô Đốc, Họ Tần tên Bá Tiên, được phong là Võ Đức Hầu, người này tất nhiên là thân phụ của Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải trước đây chưa từng nhìn thấy dung mạo của phụ thân, giờ phút này đột nhiên thấy, trong lòng tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, hắn nhìn chăm chú bức họa phụ thân, nhất thời sờ sờ đôi lông mày rậm của mình, thầm nghĩ, lông mày hai con sâu của lão tử cũng như vậy, như là được nhận từ cha mình. Hắc hắc, xem phụ tử chúng ta thật là giống nhau hắn cười hắc hắc, nhớ lại những gì Phương Tử Kính đã nói. Khi đó sư phụ phân phó, Thiên Tuyệt Tăng có ý định cùng hắn nói chuyện. Tần Trọng Hải nhìn bức họa, khẽ mỉm cười, xem ra bức họa này 89 phần 10 là Thiên Tuyệt Tăng treo ở nơi này. Xem dụng ý của hắn, chắc chắn là muốn mượn tướng mạo phụ thân để định tâm trí của mình. Tần Trọng Hải thả lòng tâm tình, quay đầu đọc chữ ký, chợt nhìn thấy hai chữ, Chu Dương. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, hay cho một tiềm long quân sư, hóa ra cũng là một họa sĩ giỏi, người này sinh hoa bút pháp thần kỳ, định cũng là người đọc sách. Nhìn bức họa này được vẽ vào tháng riêng năm kỳ dậu, xét theo niên đại thì chắc hẳn nó đã được vẽ cách đây 20 năm. Tần Trọng Hải lại nghĩ, vị thiên tuyệt tăng này đã lão tâm khổ tứ mời lão tử đến đạt ma viện, hắn rốt cuộc có tính toán gì? Chẳng lẽ muốn ta ăn chay niệm di đà? Từ Trúc Gia Trang đến ba trận chiến vừa rồi, Thiên Tuyệt Tăng chưa từng tự mình lộ diện. Tần Trọng Hải tuy chưa từng mắt thấy vị thần tăng này, nhưng một đường đánh giết lại đây, trong lòng có kính sợ vị thần tăng này, chỉ là hắn hành sự thần thần bí bí, trong đó có điểm giấu đầu lòi đuôi, cũng cùng một dạng đại nhân vật như Liễu Ngang Thiên, Giang Sung. Đang nhìn, gáy hắn chợt cảm thấy ướt át, hình như có giọt nước rơi xuống quần áo, Tần Trọng Hải không có để ý, Nơi này vốn đã ở giữa núi, có sơn tuyền dẫn lưu, khó tránh khỏi trong động có chút ướt. Tần Trọng Hải đang muốn rời đi, lại một giọt nước nữa rơi xuống, lần này rơi xuống trên mặt. Tần Trọng Hải đưa tay lau đi, tùy ý nhìn lại, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ thấy tay mình đầy máu tươi, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, bỗng dưng hít hà một hơi, lùi lại một bước. Chỉ thấy máu từ đỉnh đường đi phun ra một vệt máu cực lớn bắn tung tóe khắp mặt tường huyết sắc chưa khổ chỉ theo vết nứt trên tường nhỏ xuống tần trọng hải âm thầm kinh ngạc không biết vết máu này từ đâu mà đến chẳng lẽ là máu trên người dương túc quan nhưng vừa rồi hắn cẩn thận rút đao không làm hắn bị thương hơn nữa máu này phun cao như vậy nếu ở đây không phải giao tranh ác liệt thì máu này làm sao bay lên đến đỉnh tần trọng hải trong lòng run sợ tự biết phỏng đoán không ra chỉ có thể dọc theo đường đi bước vào. Chỉ là một đường đi đến, vết máu kia tí tách tí tách vương vãi dọc đường, nghĩ người chảy máu chắc chắn bị thương nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tần Trọng Hải thấy tim đập nhanh, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đi điều tra. Hắn đi dọc đường, rẽ vào một góc đường, không thấy máu nữa, Tần Trọng Hải thở phào nhẹ nhõm, đi về phía trước một lúc đột nhiên nhìn thấy trước mặt một căn phòng đá, bố cục rộng lớn, ánh đèn dầu mờ ảo, hình như có người. Tần Trọng Hải vừa mừng vừa sợ, biết thiên tuyệt tăng tất ở trước mắt, lập tức thả chậm bước chân, thận trọng đi đến. Chân trước bước vào phòng, ngọn đèn dầu trước mặt vụt tắt, Tần Trọng Hải nhìn thấy trong phòng tối đen, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đang muốn lui ra, bỗng nghe sau lưng oanh một tiếng vang lớn, một bức tường đổ xuống, đường rút lui đã bị chặn. Tần trọng hải đại kinh thất sắc, thoáng chốc rút ra cương đao, chém một phát vào hai bên trái phải cơ thể, lưỡi đao chém ra, bị bức tường đá phía sau bị hắn chém mấy phát, không ngừng vang lên những tiếng len keng. Bức tường đá thực sự rất dày, chém một lúc cũng không thể mài mòn được. Tần trọng hải một đường đi tới, trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, lập tức quát, con mẹ nó yêu ma quỷ quái, mau mau hiện thân ra. Lão tử này liền cùng ngươi đấu một trận. Hắn còn chưa nói xong, ánh đèn trước mắt hiện lên, hiện ra một căn phòng nhỏ. Tần Trọng Hải lùi lại một bước, nhìn thấy trước mặt có một bàn đá, bên trong chỗ vách tường, một nam tử đang ngồi trên giường đất, người này mặt hướng vách tường, đầy người máu tươi, đội búi tóc. Một chiếc đèn dầu được đặt ở một góc bên cạnh người này, ánh sáng vàng mờ chiếu vào, in bóng người nọ lên vách đá, trông như một sọc đen dài, bộ dáng càng tựa quỷ quái đạt ma viện nơi trốn lộ ra quái dị, khiến người ta âm thầm sợ hãi. Tần Trọng Hải nhìn thấy này mái tóc dài ngang vai, càng cảm thấy âm thầm lo sợ, nghĩ thầm, nơi này âm u thế này, sao lại có một kẻ quỷ không giống quỷ, người không giống người. Lão tử phải thận trọng. Tần Trọng Hải cầm cương đao, đang định nói ra thì đột nhiên cảm thấy bên tai đau nhói, một tiếng cọ sát sắc bén xuyên qua màng nhĩ. Tần Trọng Hải đại kinh thất sắc vội vàng lùi lại, âm thanh lại biến mất. Tần Trọng Hải trong lòng dùng mình, tự biết đây là công phu truyền âm bí mật, xem ra có thể là từ người trước mặt truyền đến. Tần Trọng Hải không rõ lai lịch của người đó, nhất thời phẫn nộ quát, giả thần giả quỷ đến tột cùng là ai? Chính là thiên tuyệt lão tặc sao? Người nọ cũng không đáp lời, chỉ là mặt hướng vách đá, không nói không đáp. Tần Trọng Hải phi một tiếng, lạnh giọng liền nói, ta đếm đến ba, ngươi không quay đầu lại, đừng trách lão tử sau lưng giết người. Hắn đếm số trong miệng, hô một chưa đếm đến hai, trên tay liền đã phát lực, cái gọi là binh bất yếm trá, liền muốn dựa vào hỏa tham hư phong trảm để tiêu diệt địch nhân. Đột nhiên, bên tai vang lên âm thanh, nghe được là tiếng thở dài. Âm thanh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn sắc bén như trước. Tần Trọng Hải chậm rãi hạ tay xuống, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Yêu quái sao?" Thanh âm bên tai hắn rất thấp, chỉ nghe được nói, "Ta là ai cũng không vội vàng, quan trọng chính là ngươi là ai, chỉ khi hiểu lý do tại sao cha ngươi chết, ngươi mới biết ngày sau vì sao mà chiến." "Ngươi biết được, vận khí thiên hạ sẽ nằm trong tay ngươi." Tần Trọng Hải nghe hắn nhắc đến cha mình, nghĩ đến bức họa nhìn thấy ngoài cửa, thoáng chốc đại hỉ nói, "Ngươi chẳng lẽ ngươi là Chu Dương?" Khi đó Nộ Thương Sơn đang ở đỉnh cao, anh truyền Thiên Hạ Tam Sơn Ngũ Nhạc, nhiều anh hùng hảo hán đến nhờ cậy Sơn Trải. Sơn Trại chủ tất nhiên là Tần Bá Tiên, nhân vật còn lại thứ hai chính là Đại quân sư Quỷ Thần khó lường Tiềm Long. Cái gọi là Tả Long Hữu Phượng, dưới tòa Ngũ Hồ, chỉ cần vị Tả Long quân sư này quay về Sơn Trải, cùng người được xưng ngự Tứ Phượng Vũ Thanh Y Tú Sĩ gánh vác Sơn Trải, Nộ Thương Sơn có thể sẽ phát triển thịnh vượng. Tần Trọng Hải đang muốn bước tới nhận người, chợt thấy người trước mặt ngẩng đầu lên, thoáng chốc cất tiếng cười to. Lần này không phải truyền âm mật ngữ, âm thanh này chấn động vách đá trong chốc lát, tựa như mấy trăm người đồng thanh bật cười, khiến người khác tim đập nhanh. Sắc mặt Tần Trọng Hải tái nhợt, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, nơi này dưới đất Đạt Ma viện, người trước mặt nếu không phải là Tiềm Long, hoặc là Thiên Tuyệt, nhìn võ công của hắn, chẳng lẽ là Dương Túc Quan? Tần Trọng Hải kinh nghi bất định, vận khởi nội kình, lớn tiếng nói, trả lời ta, người đến rốt cuộc là ai? Lần này tiếng kêu cuồng long gào thét, kinh khí phun ra, dòng khí trong nhà chuyển hướng, đã đè ép vô số tiếng cười xuống, phản chấn ầm ầm vang lên trong tai. Người nọ kêu nhỏ một tiếng, lấy cuốn sách trong tay ra ném lại, Tần Trọng Hải đưa tay đỡ lấy, cúi đầu nhìn thấy chín chữ thể chữ khải, ánh đèn thấp thoáng, thấy là Mật tấu diệt phỉ năm cảnh thái thứ 14. Chín chữ thể chữ khải đập vào mắt, Tần Trọng Hải trong đầu nhất thời ong một tiếng, lùi lại mấy bước, nói: "Ngươi, ngươi là?" Tần Trọng Hải không chỉ biết nhân vật bí ẩn này, thậm chí đã từng giao thủ với hắn, người này đúng là Hắc Y thích khách che mặt giết chết Liêu Kính. Khi đó ở Văn Uyên các huyết chiến một hồi, Mật tấu năm cảnh thái thứ 14 bị người ta cướp đi tiêu hủy. Tần Trọng Hải phụ mệnh bảo vệ Tấu Trương, liền từng cùng một người quái khách che mặt vung tay đánh nhau. Về sau sự việc lưu kính bại lộ, chết thảm ngoại ô, cũng là xuất từ tay quái khách này. Người trước mặt đột nhiên lấy ra một mật tấu bị thất lạc, nếu không phải là nhân vật thần bí đó thì là ai? Tần Trọng Hải nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt oán giận, văn uyên các chính mình đại bại. Ba tháng sau lưu kính bị kẻ lạ mặt này hạ độc giết chết, không chỉ như thế, lúc ấy chính mình đi đến đại trạch tần gia, há biết bọ ngựa bắt ve, giang sung mai phục phía sau. Nếu không phải quái khách che mặt giết chết lưu kính, sao còn theo dõi chính mình, làm sao có thể khiến hắn bị bắt? Tần Trọng Hải đã nhiều lần giao thủ với người này, luôn kết thúc trong thảm hại, nhưng hắn lúc này thần công đại thành, đã là nhân vật hàng đầu trong võ lâm, nên không có lý do gì sợ hãi. Hắn muốn trả thù cho Lưu Kính, nhưng lại đè nén cơn tức giận, hít một hơi thật sâu, duỗi tay nắm lấy chuôi đao, lạnh lùng thốt, là người giết chết Lưu Tổng Quản, đúng hay không? Trong sự im lặng hoàn toàn, người nọ vẫn quay lưng lại với hắn, vẫn chưa đáp lời. Đối đầu kẻ địch mạnh, kiên kỵ nhất là hoảng loạn sợ hãi, Tần Trọng Hải đang ở hiểm địa nên lập tức bình tĩnh lại, tinh tế suy tư tiền căn hậu quả. Thầm nghĩ, di ngôn của Lưu Tổng Quản trước khi chết là ở Bắc Kinh vẫn có người mai phục, xem ra tám phần đó là tên tặc trước mặt này. Con mẹ nó, Lưu Tổng Quản dù thần thông quảng đại cũng không biết tên khốn này đang trốn ở Đạt Ma Viện. Tần Trọng Hải lạnh lạnh nói, bằng hữu, mau báo tên họ. Đao của lão tử từ trước đến nay chưa bao giờ giết người vô danh. Dưới công lực quán chú, cường đao lập tức sinh ra lửa khói hồng quang. Người nọ một tiếng thở dài, sâu kín nói, la đỗng la. Tần trọng hải cả kinh nói, la thống la. Còn chưa nói xong, một luồng sáng xanh mờ nhạt đã hiện ra lơ lửng trước mặt người nọ. Một dải lụa xanh chậm rãi rỗi ra, kéo dài từ bên người nọ tới, chỉ ong một tiếng, dài lụa kia lại như trường thương, đứng thẳng tắp bên cạnh người nọ. Trong nhà u ám, có ánh sáng xanh mờ nhạt, vũ khí mềm như lụa nhưng cứng như sắt, xem ra người nọ không chỉ thân phận kỳ, lai lịch quái, mà binh khí cũng chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Tần Trọng Hải cả giận nói, cái gì la thống la? Người đứng dở trò nữa, con mẹ nó mau nói rõ ràng đi. Hắn kêu hai tiếng, người nọ đều hờ hững, Tần Trọng Hải trong cơn giận dữ, liền muốn ra tay giết người. Tần Trọng Hải bước tới, đang muốn dùng hư phong chảm, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang giòn, một đạo ánh sáng xanh bay ra, trong nháy mắt đã cách Tần Trung Hải ba thước, sau đó ngưng lực bất động. Ánh sáng xanh này tới nhanh cơ hồ đâm xuyên qua mắt phải. Tần Trọng Hải đầy mặt hoảng sợ, nhớ tới trên giang hồ lan truyền về chui thần binh này, lui về phía sau một bước, run giọng nói, thần kiếm cầm long. Ngôi sao xanh lóe lên, trên mặt đất đột nhiên mở ra một vết nứt mỏng, rộng một tắc, dài mấy trượng, đoán chừng vết nứt này chính là đáp án của hắn. Người nọ đưa lưng về phía Tần Trọng Hải, chậm rãi đứng dậy, một đạo lại một đạo mũi kiếm trong người dò ra trước. Bộ dáng hết sức quỷ dị. Tần Trọng Hải ưa kinh vừa giận, vội vàng lùi lại. Hắn từng cùng tên quái khách này giao thủ nhiều hồi, mỗi lần đều rơi vào đại bại kết cục, giờ phút này tái kiến binh khí quái dị. Biết võ công của quái khách này đã tiến bộ rất nhiều, sợ so ngày đó giao thủ càng khó chơi. Đờ hắn lui lại mấy bước, lưng vô thức chạm vào bức tường đá, lui không thể lui tránh cũng không thể tránh tần trọng hải thân mồ hôi lạnh dòng ròng chảy xuống thấy rõ hôm nay giữ nhiều lành ít người nọ tay cầm thiết gan thanh kiếm vung vẩy không ngừng trước mặt lại nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai nói người chớ sợ ta hôm nay vô tình giết ngươi ngày sau cũng không ý hại ngươi giờ phút này nhốt ngươi vào trong thạch thất để bảo vệ mạng sống của ngươi ngươi nhất định phải tin tưởng lời nói người nọ trước đó dùng lực nghe có cảm giác chói tai lúc này thanh âm lại trầm thấp thong thả có ý xoa dịu tần trọng hải cho thấy hắn không phải cố ý giết người tần trọng hải nghe khẩu khí người này dần dần ôn hòa xem ra đối với mình cũng khá thân thiện chỉ là cục diện thực sự hiểm ác hắn không dành suy nghĩ sâu xa chỉ ở dốc lòng đánh giá tìm đường thoát thân thanh âm kia tựa hồ biết tần trọng hải đang suy nghĩ gì nói ngươi không cần đi vội vã ta còn có việc nhờ ngươi trước hết nghe ta nói xong tần trọng hải ngây ngẩn cả người hỏi ngược lại nhờ ta ngươi muốn làm gì thanh âm kia dừng một chút lành lạnh nói hôm nay mời ngươi lại đây trước hết là mượn danh tần bá tiên thứ hai là mượn tam vạn binh mã của quý sơn nếu các hạ cho phép có thể làm được việc lớn không biết tâm ý như thế nào Tần Trọng Hải thở dài, quái khách trước mắt võ công cực cao cường, tuyệt không phải là người lương thiện, lại khó có thể đoán được thân phận. Nếu hắn là thiên tuyệt tăng, tại sao lại để tóc, lại vì sao không tự nói thân phận? Nếu người này là tiềm long thì không thể qua mặt được, người này đã là trọng thần nguyên lão của phụ thân, cần gì phải giao thủ với mình? Nếu hắn bị giam ở Đạt Ma Viện nhiều năm, làm sao có thể ăn cắp tấu trương, giết hại lưu kính, Tần Trọng Hải lòng tràn đầy nghi hoặc, mờ mịt nói, ngươi. Ngươi muốn mượn dùng binh mã sơn trại ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh âm bên tai biến mất, chỉ nghe người nọ trước mắt nhẹ nhàng cười, nói, ta muốn khôi phục. Tần Trọng Hải nghe hắn trả lời sảng khoái, nhất thời ngược lại ấp úng, run giọng nói, ngươi. Ngươi muốn khôi phục. Khôi phục. Khôi phục ai? Người nọ hét lớn, võ anh hoàng đế. Hắn ngửa đầu ra sau cười lớn. Tiếng cười kinh người, sóng âm làm rung chuyển căn phòng và rung chuyển mặt đất, như thể trái đất đang quay, thiên hạ giang sơn sắp đổi chủ. Người nọ ngừng tiếng cười, cất cao giọng nói, tần bá tiên binh bại chết thảm, lưu kính chính biến thất lợi, ai cũng chưa thể thành công, tần trọng hải, ta và ngươi hợp lực, có thể làm chuyện lớn. Tần trọng hải đần ra, Hắn ngơ ngác hồi tưởng đủ loại tình sự, đôi mắt chớp chớp, đột nhiên dường như nhìn thấy cái gì hoang đường, cũng ẩm ý cười dài lên. Hắn cười vui vẻ, cười cho đến khi ngã xuống, cười cho đến khi bật khóc. Thẳng tựa người ngã ngựa đổ, không thể kiềm chế được. Người nọ nghe hắn cùm thanh cười to, lành lạnh liền hỏi, ngươi cười cái gì? Tần trọng hải cầm cương đao lên, cười to nói, ta cười ngươi tiếng dám ẩm ý nhưng ngươi còn không ngửi được nghe này tên khốn kiếp lão tử không quan tâm ngươi là ai ngươi nếu hại chết lưu tổng quản lại hại lão tử ngồi tù chịu khổ đó là ta kẻ thù của ta bây giờ ta giết ngươi còn không kịp ngươi còn muốn liên thủ với ta ngươi đi tìm chết đi trong tiếng gầm to sợ hãi diệt hết cương đao trong tay lại lần nữa bốc cháy lên lửa giận hừng hực người nọ lạnh lùng thốt sai rồi, sai rồi, tận thế đảo ngược, thị phi không rõ. Nhìn xem trong tay ngươi có thứ gì. Tần Trọng Hải cười lạnh một tiếng, chỉ thấy tay phải mình cầm cương đao, tay trái cầm một quyển sách, đúng là tấu trương vừa nhận được từ người này, mật tấu diệt phỉ năm cảnh thái thứ 14. Người nọ ngữ khí bình đạm, nói, lệnh tôn trung thân lao khổ, chỉ vì việc này hối hả. Sau khi ngươi đọc xong tấu chương này, sẽ tự sáng tỏ thị phi thiện ác triều đình, càng sẽ đồng ý thỉnh cầu của ta. Tần Trọng Hải cực kỳ thống hận người này, lập tức ngắt lời, chửi bới, thứ giấu đầu lòi đuôi, lão tử càng không đồng ý ngươi, xem ngươi lại có thể làm sao. Quỳ xuống dập đầu sao? Bỗng nghe một tiếng cười lạnh, lục đạo hàn quang bay ra, chỉ đung đưa bên cạnh người nọ. Trong bóng tối sâu thẳm, giọng nói của người nọ lạnh như xương, lần lượt đếm lục đạo pháp danh. La Đỗng La, để Lật Sa, Diêm Phù Đề, Đại Uy Đức, Bồ Đề Thiên, Nê Lê Gia. Lục đạo Pháp danh nhất nhất vang lên, làm quang bao phủ trước người, người nọ dường như tám tay thần Phật, hết lưỡi kiếm màu xanh này đến lưỡi kiếm màu xanh khác xoay tròn theo quy luật, giống như khổng tước xòe đuôi. Người nọ tay cầm thiết gan, nghiêm nghị ngửa mặt lên trời, lạnh lùng thốt, người đừng ép ta động thủ. Ta vốn không thích giết người, nhưng một khi phi động thủ tần trọng hải cười hắc hắc thay hắn nói nửa câu sau tuyệt không sẽ nhân từ nương tay người nọ tự biết tần trọng hải tính cách kiên cường chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy nói ta khuyên ngươi lần cuối ngươi cùng ta chiến nhìn vận mệnh thiên hạ lệnh tôn cả đời vì võ anh hoàng đế buôn tẩu đó là kiểu trung nghĩa gì chờ ngươi xem mật tấu liền biết triều đình thị phi thiện ác tần trọng hải ngắt lời hắn ném mật tấu xuống đất cả giận nói đánh rắm đồ khốn nạn quay lại cho ta không quan tâm ngươi cái gì thị phi thiện ác lão tử tạo phản là đã định rồi ngay cả thiên vương cũng không thể ngăn cản võ anh cũng được cảnh thái cũng thế đều là những thứ nhảm nhí trong mắt lão tử người nọ nghe được tiếng điên cuồng hét lên gào rít giận dữ thoáng chốc hít vào một hơi thật sâu hắn cũng không hề che giấu diện mạo, xoay người lại, đối mặt Tần Trọng Hải. Căn phòng tràn ngập ánh sáng xanh, khiến sắc mặt của người nọ càng thêm âm trầm, Tần Trọng Hải nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, không khỏi cảm thấy toàn thân chấn động, giống như bị sét đánh trúng. Là ngươi, là ta. Trước ăn cắp tấu trương, sau giết chết lưu kính, kẻ thù hận khiến mình ngồi tù, lại chính là hắn, Tần Trọng Hải nghiến răng nghiến lợi, vì sao lưu kính binh bại như núi đổ? Vì sao thiên tuyệt tăng mời mình lên núi? Giờ phút này đều có giải đáp, hóa ra hắn sớm đã bị chèn ép mạnh mẽ, giống như một quân cờ trên bàn cờ. Trên mặt hắn cơ bắp vặn vẹo, lộ ra nghiến răng nghiến lợi cùng hận ý, nhưng vẻ mặt lại ẩn chứa vô tận bi thương. Tần Trọng Hải ngẩng đầu lên, nắm chặt cương đao trong tay, dâu tóc xóa ra, thần sắc giống như ma vương. Trầm giọng nói, vì cái gì? Người nọ lắc đầu, nói, không vì cái gì. Nhân sinh có rất nhiều điều bất đắc dĩ, không thể tự mình quyết định được. Tần trọng hải khoát tay, thoáng chốc cất tiếng cười to, lạnh lùng nói, làm tốt lắm. Phương tử kính từng nói, khi gặp tử địch một đời, con liền có thể luyện thành chiêu thức kia. Liệt hòa phân thanh Tần Trọng Hải để đao qua vai, ngửa mặt lên trời giận dữ hết, không cần nhiều lời. Thiếu lâm trận chiến thứ ba, chúng ta làm ngay bây giờ đi. Trong cơn bi phẫn, lửa giận sông thẳng ba nghìn trượng, nội lực như suối phun, như sóng cuồng cuộn trào trên sông, chân khí âm dương lục kinh luân chuyển, như trăm con sông hội tụ ra biển. Trong phút chốc, chiêu thức cuối cùng của hỏa tham đao đã được tung ra, chiêu này khí thế tuy hùng mạnh, tên chỉ bốn chữ mà thôi. Ma rằng, liệt hỏa phân thanh. Người nọ khẽ gật đầu, nhất thời không nói nữa, mũi kiếm cầm long xoay tròn như bàn. Trận này hình thức tuy phức tạp nhưng tên cũng chỉ có bốn chữ mà thôi. Phật rằng, lục đạo luân hồi. Ngày 1 tháng 7 năm cảnh thái thứ 33, Vương Triều tận thế. Sau trận chiến này, Vương Triều chính thống sắp mở ra. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.